Ba người bị khởi tố vì sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị COVID ở nhà vệ sinh. Ngày 25 tháng 8, phòng cảnh sát kinh tế PC03 công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh. Ba bị can này gồm Nguyễn Đức Thuận 46 tuổi, thường trú Bà Rịa, Vũng Tàu, Dương Quốc Chính 61 tuổi, ngụ quận Gò Vấp và Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh năm 1971, ngụ quận 11. Như báo pháp luật đã đưa tin, hôm 20 tháng 8 các trinh sát PC03 phát hiện ông Thuận chở một thùng cạp tông nghi vấn chứa thuốc tân dược giả nên kiểm tra, phát hiện có 150 hộp thuốc giảm ho hạ sốt. Đây là loại thuốc giảm ho hạ sốt, giảm đau nhức có chức năng hỗ trợ điều trị bệnh COVID-19 hiện đang khan hiếm trên thị trường. Qua khai thác, người đàn ông khai nhận là thuốc tân dược giả do mình tự mua nguyên liệu, đem về sản xuất rồi bán ra thị trường kiếm lời. Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán thuốc tân dược giả tại các quận phú nhuận. Tân Bình, quận 8. Ở hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ông Thuận lấy cả nhà vệ sinh làm nơi sản xuất thuốc. Công an tạm giữ số lượng rất lớn nhãn mác bao bì, nguyên liệu, hơn 630.000 viên thuốc tân dược giả các loại và công cụ, phương tiện khác. Trong số này có 3.116 hộp thuốc giả các nhãn hiệu và nhiều nguyên liệu khác nhau để làm thuốc giả. Công an đã bắt giữ Thuận và triệu tập làm việc với 8 người khác có liên quan gồm cả chính và tuyến vì có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán này để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày